Chứng khoán ngày 5 tháng 4, thị trường giảm phiên thứ ba liên tiếp, VN Index mất hơn 13 điểm. Thị trường chứng khoán hôm nay phủ sắc đỏ xuất phiên bởi áp lực xả hàng từ nhà đầu tư trong nước, trước khi VN Index đóng cửa tại 1.255,11 điểm, giảm hơn 13 điểm, tương đương 1,04%. Sau khi xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.270 điểm, thị trường chứng khoán đối mặt áp lực bán mạnh từ nhà đầu tư trong nước. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của VN Index. Tính trung tuần này, thị trường trải qua 4 phiên giảm và một phiên tăng khiến chỉ số mất khoảng 26 điểm so với cuối tuần trước. Trong phiên hôm nay, cổ phiếu chứng khoán giảm sâu, trong đó CTS và FTS giảm tới hơn 6%. Ở nhóm ngân hàng, chỉ có VPB và LPB là ngược dòng tăng nhẹ, còn đa số giảm trên 1%, riêng VIB giảm trên 2%. Nhóm bất động sản cũng đối mặt áp lực bán quyết liệt, nhưng bù lại xuất hiện điểm sáng từ cổ phiếu của Novaland khi thị giá tăng trần tới 4,57%. Thị trường kết phiên chìm trong sắc đỏ với 381 mã giảm giá, 116 mã tăng giá và 57 mã đứng giá tham chiếu. Thanh khoản hấp lệnh ở mức khá đạt 24.311 tỷ đồng.